vượng. Chúc mừng năm mới để cho toàn dân hạnh phúc. Bước sang năm mới, ta rất muốn ta củ các táo phải đoàn kết, dồn hết trí và lực để xây dựng thiên đình ta trở thành một thiên đình vững mạnh, để cho dân hạnh phúc, các táo có đồng lòng với. Ngọc Hoàng Vạn Tuế, ta tuyên bố mãi chiều. Lâm ơi, mạng của tôi có bị chặn. Tao nói thật luôn, ba đồ yêu này tao chơi từ năm tao học mẫu giáo á.